thẩm mỹ Venus luôn tự hào là địa chỉ làm đẹp uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Ngoài việc cập nhật và đem đến cho khách hàng những xu hướng thẩm mỹ, làm đẹp mới nhất trên thế giới, Venus còn sở hữu đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, tư vấn viên chuyên môn cao với nhiều năm kinh nghiệm. Hệ thống thẩm mỹ Venus gồm 15 cơ sở trải dài từ Bắc tới Nam. Ngoài ra, thẩm mỹ Venus còn liên tục cập nhật và nâng cao tay nghề của các chuyên gia và bác sĩ chuyên ngành làm đẹp, đào tạo và chấm điểm tay nghề của các kỹ thuật viên. Đến với Venus, khách hàng sẽ được trải nghiệm những dịch vụ làm đẹp hoàn hảo với hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất như nâng cơ, trẻ hóa da Thema FLX, laser trục khuỷu Pico Way, cấy tinh chất DMZ, công nghệ trị mụn ánh sáng Omega Light, cam kết hiệu quả, bảo hành trọn đời và công nghệ giảm béo 26 phút. Với dịch vụ nâng cơ trẻ hóa da Thema FLX, Venus tự hào là một trong những số ít thẩm mỹ tại Việt Nam sở hữu công nghệ làm đẹp đẳng cấp từ Hoa Kỳ, được FDA kiểm nghiệm và chứng nhận đạt hiệu quả cao mà không hề xâm lấn hàng đầu thế giới. Thema FLX là máy nâng cơ, xóa nhăn, chỉnh hình khuôn mặt V-Line, trẻ hóa da, tạo hình khuôn mặt không xâm lấn nổi tiếng của Hoa Kỳ, sử dụng công nghệ RF, Radio Frequency, sóng vô tuyến điện tử sinh nhiệt từ 50 đến 70 độ C, tác động trực tiếp lên lớp trung bì và lớp hạ bì, lớp mỡ, kết hợp với độ dốc nhiệt đảo ngược để điều trị không xâm lấn nhiệt, được dẫn dưới da bằng phương pháp phân nhiệt phân đoạn dưới da, kích thích sản sinh collagen, giúp da không bị trùng nhão và trở nên săn chắc, phục hồi hiệu quả các đường viền hàm, tạo cằm V-Line chỉ sau một lần điều trị duy nhất, không mất thời gian nghỉ dưỡng và thời gian phục hồi sau trị liệu. Ngoài ra, Venus còn đầu tư máy laser trục khuỷu Pico Way trong điều trị và trị liệu da. Công nghệ laser Pico Way 04, bước sóng 1064, 532, 785 nanomet và 730 nanomet trên cùng một hệ thống cho phép điều trị an toàn hơn và hiệu quả hơn. Giải pháp hoàn hảo trong điều trị tổn thương sắc tố da biểu bì và hạ bì, bao gồm nám da, xóa các hình xăm khó, 3D, 4D và siêu săn da. Bên cạnh đó, thẩm mỹ Venus còn đầu tư máy cấy tinh chất DMZ của tập đoàn Demica đến từ Thụy Sĩ, giải quyết được mọi vấn đề của bạn trong việc ứng dụng mesotherapy tiêm tinh chất vào trong da. Máy tiêm tinh chất DMZ nâng cấp với một đầu kim và hệ thống lọc, tiêm sử dụng một lần, tăng khả năng tiêm dưỡng chất, an toàn, vệ sinh, hiệu quả cao, không đau và thời gian phục hồi ngắn. Trị mụn công nghệ ánh sáng Omega Light bước đột phá trong việc điều trị mụn. Omega Light mang đến cho khách hàng kết quả điều trị và phục hồi da chỉ sau 21 ngày. Với công nghệ trị mụn ánh sáng Omega Light, thẩm mỹ Venus cam kết hiệu quả lâu dài, bảo hành trọn đời. Sạch mụn, sáng da, hồng hào, mịn màng. Mụn cám, mụn đầu đen, mụn bọc, mụn mủ và các loại mụn khó khác. Đặc biệt, đối với các làn da bị lột tẩy, nhiễm độc tố, kem trộn, tuyến dầu phì đại, phát triển quá mức. Thẩm mỹ Venus còn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giảm béo với công nghệ giảm béo 26 phút. Đây là công nghệ giảm mỡ tức thì ngay lần đầu sử dụng chỉ sau 26 phút. Đánh tan mỡ bằng sóng siêu âm với cường độ cao, giúp phá vỡ cấu trúc tế bào mỡ từ sâu bên trong nhưng không làm tổn hại các mô mềm xung quanh. Giảm tới 5 đến 10 cm một lần duy nhất chỉ sau 26 phút, không đau, không nghỉ dưỡng, không xâm lấn, hiệu quả lâu dài trên toàn cơ thể. Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và trang thiết bị máy móc hiện đại tân tiến nhất trong lĩnh vực thẩm mỹ công nghệ cao, Venus đã mang lại vẻ đẹp hoàn mỹ cho hàng triệu khách hàng. Venus, tôn vinh phụ nữ Việt.